xin chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ mới nhất thưa quý vị thuận mua vừa bán vui lòng khách đến vừa lòng khách đi hay khách hàng là thượng đế là những quy tắc nằm lòng của những người buôn bán kinh doanh thế nhưng đối với chợ xanh hay còn gọi là chợ nhà xanh ở Xuân Thủy dịch vọng hậu cầu Giấy Hà Nội nơi từng được mệnh danh là thiên đường mua sắm của sinh viên Hà Thành dường như không phải là vậy đã có rất nhiều những vụ xô xát giữa chủ cửa hàng với khách mua chỉ vì lý do mặc cả. Mới đây nhất, một đoạn clip ghi lại cảnh một tiểu thương ở chợ Nhà Xanh động tay động chân với khách hàng vì khách vào hỏi giá nhưng không mua khiến cho dư luận bất bình. Có rất nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh hành động quá khích này. Đêm vào dạng sáng ngày 9 tháng 12, trên mạng chia sẻ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị động tay chân, chửi tới tấp khi đến một cửa hàng quần áo mua hàng ở chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Câu Giấy, Hà Nội. Theo như chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 8 tháng 12, hai cô gái đi mua quần áo trong chợ nhà xanh và được chủ cửa hàng báo giá. Sau khi được báo giá, một cô gái đã mặc cả để được giảm giá thành sản phẩm. Ngay sau đó, người phụ nữ được cho là chủ cửa hàng đã giữ cô gái lại và bắt đầu lên giọng khó chịu, rồi sau đó xông vào ra tay tới tấp, chửi, đuổi hai cô gái ra khỏi cửa hàng. Bà chủ gắt gỏng, Mày mặc cả với tao một trăm rưỡi làm gì mà mày không mua? Cô gái đáp, chị đòi một trăm sáu mà chứ có phải một trăm rưỡi đâu. Lời qua tiếng lại khiến đôi bên ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, vì không nhịn được nữa, nên bà chủ tiệm quần áo đã nắm tóc của cô gái kéo vào quầy hàng với thái độ hung hăng. Những người xung quanh liên tục la ó vì hành động quá khích của bà chủ tiệm quần áo. Thậm chí người này còn không tiếc tác động vật lý tát vào mặt khách hàng của mình chỉ vì trả giá nhưng không mua hàng. Mày thích chết không? Cút ra khỏi cửa hàng. Đó là lời người phụ nữ nói. Đồng thời với đó là những hành động ra tay vào mặt cô gái và đẩy cô gái ra khỏi cửa hàng. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, sự việc xảy ra khi bạn của cô vào hỏi mua một chiếc áo len còn chưa kịp mà cả giá. Đến khi định rời đi thì gặp chuyện này. Người này cho biết, bạn mình mới hỏi, chị ơi cho em xem áo này. Xong bái bảo là áo này 180.000. Rồi bạn mình bảo, đắt quá, em không có tiền mua. Thế là bà tự bảo vậy 160. Bạn mình chưa kịp trả giá thì bà ấy mang và lôi vào bắt thử áo nhưng bạn mình không thử. Xong bắt đầu ra tay với bạn mình. Dù đoạn video ghi lại rất ngắn, chưa biết nguồn cơn thực sự dẫn đến sự việc như thế nào. Nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các ý kiến thể hiện sự bức xúc và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. Mọi người cho rằng từ trước đến nay, việc mặc cả giá khi đi mua hàng là chuyện bình thường. Nếu hai bên thỏa thuận được mức giá hợp lý thì thành giao, còn nếu không thì khách hàng có quyền không mua cũng là lẽ dĩ nhiên. Theo tìm hiểu, đa số khách đến mua hàng tại chợ này là sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Khi video chia sẻ, nhiều sinh viên cũng bày tỏ sự khó chịu khi đi mua hàng tại chợ nhà xanh, bởi họ cũng gặp phải những tình huống bị chửi bới khi mặc cả. Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng ngày 9 tháng 12 cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân phường đã giao công an cùng các đơn vị liên quan phối hợp xác minh làm rõ sự việc. Vì lãnh đạo này khẳng định, chúng tôi cần phải xác minh một cách khách quan để xác định động cơ là gì, sai đến đâu xử lý đến đó. Dù nguyên nhân là gì, việc ra tay và chửi khách hàng là hành vi phản cảm trong kinh doanh buôn bán việc bà chủ tiệm quần áo động tay động chân với khách chỉ vì khách trả giá rồi không mua là đáng lên án. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cô gái trong clip mà còn để lại ấn tượng xấu trong mắt của mọi người về hình ảnh của tiểu thương trong khu chợ này. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên chợ xanh xảy ra sự việc khách hàng tố bán hàng dọa dẫm, o ép khách. Trước đó đã có không ít những sự việc về người bán hàng có thái độ bất lịch sự, hành xử thiếu văn hóa như chửi khách, thẳng tay lôi kéo khách vào gian hàng của mình hay trêu chọc kém duyên, ép khách mua hàng, ra tay gây thương tích cho khách khi họ không mua. Những hành động phản cảm của những kẻ bán hàng hung hăng đầu gấu làm cho khu chợ trở nên nghèo nàn về văn hóa ứng xử. Ở đâu cũng có người này người nọ, không phải tất cả người bán hàng ở chợ xanh đều như vậy nhưng nhiều bạn sinh viên từng đến đây mua sắm không may gặp phải cảnh chửi khách như hát hay như vậy thì không dám quay lại thiên đường mua sắm mạo hiểm này nữa bạn hát sống tại quận đống đa hà nội chia sẻ chính mình và một bạn gái cũng từng là nạn nhân trong vụ việc bị chửi và đe dọa vì có ý định không mua hàng hát nói những người chưa từng gặp hoàn cảnh nào như vậy sẽ thấy vô lý đến bản thân mình lần đầu tới đó và bây giờ cũng thấy vô lý đây trong 5 phút vào chợ bị chửi, đe dọa và mất tiền. Theo chia sẻ, đây là lần đầu tiên hát cùng bạn gái đi chợ xanh. Vừa bước chân đến cổng ngang qua có quán bán tay nghe điện thoại, hát cầm xem sau đó đặt xuống. Chưa kịp quay đi, người bán hàng đã cầm tay hát và bạn đi cùng và bắt trả giá. Hát nói, em mới cầm xem chứ em có mặc cả hỏi giá gì chị đâu. Không đúng mẫu cần nên em không lấy vừa quay đi lần hai thì bị người phụ nữ túm chặt tay và người đàn ông bên cạnh thì cầm gậy định lao vào. Thấy hát sợ hãi, người bán hàng nói giá, tay nghe 400 lấy nhanh cho tao. Khi hát xin giảm giá thì người này khẳng định hàng nhà ta không phải loại vớ vẩn, tao chưa mở hàng nên biết điều. Hát cho hay, mình đi hai đứa con gái cũng có xin họ thông cảm vì không phải mẫu cần tìm, nhưng không những không giảm tiền mà họ còn chửi thêm và bóp chặt tay định ghi xuống. Sự việc trên cũng được Hát đăng tải trên một group Facebook đã nhận được nhiều phản hồi, đồng cảm của những người từng gặp hoàn cảnh tương tự. Nhiều người tỏ ra lo lắng bởi từ khách hàng là thượng đế lại chuyển thành đi mua sắm với nhiều nỗi bất đàn Tương tự như Hát, sau khi được thưởng thức đặc sản văn hóa chửi của chợ xanh, bạn N.T.G. sinh viên một trường đại học ở Hà Nội kể lại: "Sợ lắm, em sợ đến già luôn. Từ đó đến giờ em còn chẳng dám ghé chợ xanh nữa." Hồi năm nhất đại học Em cùng với bạn em đến chợ xanh để mua đồ vì nghe mọi người bảo ở chợ đấy nhiều quần áo đẹp mà rẻ. Vậy nhưng em đã khiếp vía từ lần ấy. Đi ngang qua một quầy hàng thấy có cái váy khá ưng ý. Em có ghé vào hỏi giá thì được người bán báo giá là 320.000 đồng. Chiếc váy đấy bạn em đã mua trước đó với giá 240.000 đồng. Thấy em có vẻ lưỡng lự chị bán hàng khoanh tay trước ngực hỏi em cọc lóc, bao nhiêu thì mua được. Em sợ quá trả lời Thôi em không mua nữa, Thế là chị ấy trừng mắt mặt tỏ vẻ hung tợn quá em. Mày có rảnh không con kia? Không mua mày hỏi giá làm gì hả? Mày hỏi giá làm cái gì? Mất hết cả thời gian của bố mày. Xong chị ta còn lấy giấy ra đốt phía hua hua các kiểu. Bạn dê nhớ lại. Nhiều bạn sinh viên đúc kết lại. Xem hàng không mua, thử đồ không mua, mặc cả không mua dường như là những điều tối kỵ khi đến chợ xanh. Thậm chí có bạn còn khuyên rằng đừng dại dột mà ra chợ xanh chỉ để chơi hoặc xem đồ cho vui vì đó là con đường ngắn nhất để nghe những câu chửi bộc phát. Có thể thấy, một khu chợ mua sắm phục vụ khách hàng chủ yếu là sinh viên, nhưng lại có những con buôn thiếu văn hóa luôn văng tục chửi bậy, nói khó nghe khi khách không mua hàng, vô tình biến hình ảnh của chợ xanh bị xấu đi, tạo định kiến cho khách hàng mỗi khi đến đây. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả những người bán hàng khác khi họ vẫn niềm nở ân cần với khách hàng nhưng lại mang tiếng xấu thưa quý vị không nặng lời khi cho rằng thái độ bán hàng của nhiều tiểu thương ở chợ xanh là kém văn hóa vì họ cũng là đang kiếm kế sinh nhai trên vùng đất thủ đô sô bờ tuy nhiên thì phong cách bán hàng và thái độ như ngồi trên thiên hạ của tiểu thương ở chợ xanh thật sự khó có thể chấp nhận hy vọng ban quản lý sẽ nhắc nhở chấn chỉnh lại văn hóa của các gian hàng có như vậy sinh viên mới có thể đi mua sắm trong trạng thái thoải mái cởi bỏ tâm lý bất an những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại